Rồi xong rồi biết sao không? Nó nói là thằng Phạm Đãi nó tư vấn ông vua về Dương Cô Tiễn đó nè. Đối với Ngô Phục Sai á, là một vị chính nhân quân tử, là một người chí dương chí cương đó, thì bây giờ bệ hạ không cách nào thắng đâu. Bệ hạ muốn thắng được người này á, thì bệ hạ cần phải chí âm chí hàn. Tức là thằng kia nó trong sạch sao nhiêu thì bệ hạ phải điếm chó là nhiêu. Thằng kia nó anh hùng sao nhiêu á thì bệ hạ phải tiểu nhân nhiêu. Nó lấy cái đó ra để nó biện hộ cho con người diệt Dương Cô Tiễn sau này nó tiểu nhân. Đó, giống như bây giờ á, thí dụ như giống như bây giờ á, cái thằng chồng đi chơi bậy về gặp vợ ở nhà đi, con vợ càng chửi nó. Nếu mà nó chửi là chết. Nếu mà nó chửi là chết, nó phải xa vô, nó nịnh nọt, nó vuốt ve, nó cởi quần, cởi áo, nó bú liếm này nọ các kiểu. Đó. Thì nó mới ok được. Võ luyện văn ôn học binh thư, nếm mật nằm gai đợi báo thù. Thảm sát Trường Bình thù Liễu Quát, xích bích ngàn năm thần Tôn Lưu, Bạch Khởi Trương Nghi Bình Yến Thất, Tây Thi Phạm Lãi Định Xuân Thu, Sĩ Quốc Tề Gia Trang Nam Tử, xa trường giết địch sử mãi lưu. Xuân Thu Luận Kiếm, Di Nguyễn, thiên hạ đệ nhất chém gió sử Tàu. Đời làm sao mà sống được nếu thiếu gái, đúng không mấy em? Nên trong cái chương trình mà gọi là chém gió sử Tàu hôm nay, sẽ đề cập về một gái rất là đẹp. Vương Ngữ Yên. Biết Vương Ngữ Yên không? Trả lời coi biết Vương Ngữ Yên là ai không? Vương Ngữ Yên là vợ của Kim Dung. Vợ Kim Dung. Con nhỏ vợ đồ dữ đó ba. Con nhỏ lúc đầu làm bồ nhí cho thằng Mộ Dung Phục, sao làm vợ đồ dữ đó. Trời đất ơi, nhỏ có phim mà gái không biết, thua luôn. Đó, nhưng mà đó là trong phim thôi. Bây giờ lịch sử hôm nay sẽ nói về Tây Thi, một nhân vật gây khá nhiều tranh cãi. Là con nhỏ này nó có đoan chính hay không, nó có tốt hay không. Nói chung tốt cái con mẹ gì, đàn bà thời lúc bây giờ là món hàng thôi. Nó thẳng ra là như vậy. Thì Tây Thi được mệnh danh là một trong tứ đại mỹ nhân của lịch sử Trung Hoa, bốn người đẹp nhất. Yeah. Tây Thi có nickname là gì? Trầm Ngư. Mỗi cái người đẹp á, thì nó có nick, con Trầm Ngư, con Lạc Nhạn, con Nghiêng Nước, con Đổ Thùng. Đúng không? Bởi vì ta nói là sắc đẹp chim sa cá lặn nghiêng thành đổ nước. Đó, nó nói về sắc đẹp của tụi nó, hiểu không? Vậy thì con tại sao mà con Tây Thi nó bị tên là Trầm Ngư? Tại vì một ngày xưa đó, nó xuống suối nó tắm. Nó xuống suối nó tắm em. Mà yên tâm đi, hồi xưa chưa có Victoria Secret, cũng chưa có Vera, cũng chưa có Triumph. Nên nó tụi chơi nuôi không à. Wow. Mà quần áo hồi xưa nó xuống suối nó tắm nó mỏng á em. Wow. Nó mỏng, đúng không? Nó mỏng. Thì thấy đằng sau lớp vải đó cái gì đó mà nó đen đen, nó gợn gợn. Mấy con cá nó căng con mắt cho nó nhìn. Nó căng con mắt cho nó nhìn, hiểu không? Mà khi mà căng con mắt nhìn trong một cái điều kiện ánh sáng thiếu thốn và có vật gì đó mỏng mỏng nó che. Đó, à, thì nó nhìn coi cái hố đen này hố đen gì? Hố đen Big Bang này là hố đen vũ trụ. Nó gán nhìn quá, nó nhìn vây nó không đọc. Cái nó chìm trong dòng nước. Từ đó kêu là Trầm Ngư. Đó, tụi em phải hiểu cái điển tích Trầm Ngư nha mấy em. Con Tây Thi với con Trịnh Đáng, hai con đi chuyên gia đi tắm suối. Mày coi cái gì mà không có biết thì thôi, để tao nói. Con Trịnh Đáng là con Đông Thi đó. Tại vì ở một cái thôn, thôn Đông với thôn Tây thì kêu là con hai con tên Thi hết. Nên kêu con Đông Thi, con Tây Thi, con nhỏ, nhưng mà con Đông là con Trịnh Đáng. Con nhỏ đó cũng đẹp. Nên cái tích gọi là Trầm Ngư có từ dạo đó. Rồi bữa tiếp, bữa sau nói tới Trầm Ngư, Lạc Nhạn rồi xong rồi nghiêng thành đổ nước nha. Thật ra Tây Thi nó sinh năm nào cũng chẳng có nội nào biết. Mà nó chết hồi nào cũng không có ăn khứa nào biết luôn. Nha, chỉ biết nó sinh ra trong, nó sống trong cái thời của Diệt Dương Cô Tiễn. Đó, mà Diệt Dương Cô Tiễn là vua của nó. Nó chỉ là một người dân rất là bình thường, như bao người dân khác. Còn mà cha mẹ nó đó, thì mẹ nó chắc chết lâu rồi. Còn cha đó đi đánh trận. Đánh trận nhưng mà có một cái vụ mà anh kể cho tụi em nghe, nhớ chưa? Cái vụ mà Cô Tiễn nó khốn nạn, nó kêu 500 ông già ra cắt cổ chết đó.
nhớ chưa, kêu 500 ông già đã cắt cổ chết này nọ, xong rồi cái bên quân Ngô thấy sợ giật mình loạn binh rồi này nọ, rồi xong rồi nó dẫn vô cái đầm lầy đó, nhớ không, đầm lầy có con nhỏ kia nó chỉ đường, ê gì một bán khoai gì đó, video trước nó nói rồi đó. Thì cha của con Tây Thi với cha con Trịnh Đáng này nè, nó nằm ở trong hai trên 500 ông già đó đó. Nhưng mà cái thằng Diệt Vương Câu Tiễn á, nó là vua nên nó về nó viết lịch sử theo cách của nó. Nó mỹ dân rằng là ừ, 500 ông già này là chết rất là oanh liệt trên chiến trường. Nhưng mà đâu có ngờ ra chứ, làm một động tác là tự nhiên là đứng trước quân địch xong cởi quần cởi áo ra tự tử chơi vậy đó. Nên cái chết rồi cái chết xàm lông nhất trên chiến trường, và là thằng bị vua chó má nhất trên chiến trường. Thằng bị vua chó má nó bắt dân mình ra đứng cắt cổ chết vậy đó. Đó. Thì cái đó là cái mà mình nói cho là cái con Tây Thi nó cũng không biết vụ đó luôn. Sau này chưa, lâu lâu nó mới biết, chứ giờ này chưa biết. Tây Thi nó quen với Phạm Lãi. Tây Thi nó quen với Phạm Lãi. Còn có Phập hay không Phập thì không biết nha. Thì sự không biết mày ơi. Tao nghiên cứu nhiều sử rồi đó, nghiên cứu nhiều sách rồi đó. Mới tao thắc mắc vụ mà thằng Phạm Lãi với Tây Thi này có mình gọi là có soạt không nè. Đó. Thắc mắc lắm. Nhưng mà sau này á, thằng Phạm Lãi là cái thằng hiến kế cho thằng vua, cho thằng cậu Câu Tiễn là thôi giờ đầu hàng đi, giả bộ nằm gai nếm mật đi, chúc anh chém gió chỗ này sao đó. Nên nó đem dâng hiến con Tây Thi này, nó khuyến mãi thêm con Trịnh Đáng nữa, đi qua cho Ngô Phù Sai Phập. Cho Ngô Phù Sai Phập thì cái vấn đề đặt ra đây nè, nếu mà giờ cái hàng mà còn nguyên đai nguyên kiện còn tem á thì mới có giá trị thương mại đúng không, còn cái hàng mà hàng lủng mất mẹ hết trơn rồi, mày hiến cho thằng vua, lỡ thằng vua nó sọt vô nó lỏng lỏng một cái, một nó chém chết cha thằng Câu Tiễn sao. Nên cái vấn đề này nó hơi bị kỳ kỳ mấy em, anh nói thiệt với mày luôn á, nó hơi bị kỳ kỳ. Tại vì ngày xưa đó người ta quan trọng là người phụ nữ phải giữ thân trong sạch đúng không. Cái Trinh là đầu câu chuyện, mẹ mất Trinh rồi đừng nói chuyện với tao. Cái đó là hồi xưa, mấy em đồng ý anh không, nhất là Phong Kiến Phương Đông nữa đó. Nó nhưng mà trong cái bộ phim á mà Tây Thi Tình Sử á là nó xạo chó hơn cái điểm á, mấy em biết cái điểm gì không, thằng Phạm Lãi nó phập của Tây Thi rõ ràng. Con Tây Thi nó rất yêu thằng Phạm Lãi nó, thằng Phạm Lãi dẫn đi chân trời góc biển này nọ nó đều đi, nó phập te khói chân mà sau này dâng cho ông phù sai còn đón nhận lại không biết gì ba đúng không, lẽ không biết gì. Nên cái hư cấu, nên bộ phim đó nói ra nó hư cấu. Theo anh nghĩ á, cái bộ phim đó nên làm á úp úp mở mở đi, hiểu sao hiểu, đừng cho thấy cảnh phập thì còn cái giá trị thương mại đó. Tại vì cái phim nó về Tây Thi á, đương nhiên Tây Thi sử sách này nó biết con đoạn, còn phim thì nó hư cấu vô hơi nhiều. Mà phim nói Tây Thi có hai phim, phim cổ với phim mới là phim Tây Thi Tình Sử á. Thôi mệt rất kệ mẹ đi, nói chung là dân hiến qua bên cho Ngô Phù Sai, xong rồi Phạm Lãi từ đó đi ngang phòng của ông Phạm Lãi, nó thấy tụi nó chơi tri som ứ á, cũng có tim nát tan từng mảnh vỡ, và tình cảm của Tây Thi chuyển dần cho Ngô Phù Sai luôn, chuyển dần cho Ngô Phù Sai. Ngô Phù Sai nó chơi thuốc cái gì mày ơi, Ngô Phù Sai này nó chơi thuốc chắc luôn đó. Như Hoàng Kiều là ngày 3 đêm 7 mà vào rau phải lết gói thôi. Còn Phù Sai này nó ở trong đó thì mấy ngày, mấy tháng, mấy năm mà. Nói chung là phim thì nó nói vậy thôi, chứ còn thực tế chắc nghĩ chắc mấy ngày. Nên người ta nói á, con Tây Thi này là con gián điệp, nó được Diệt Vương Câu Tiễn cài vô để làm cho Phù Sai mê mẩn. Đó là một cái thuyết. Còn theo như anh nghĩ á, thì không phải. Theo như nghĩ con Tây Thi á, nó chỉ là nạn nhân trong cái gián cờ chính trị giữa nước Ngô với nước Việt thôi. Chứ bây giờ phụ nữ thời bây giờ mà, đúng không? Thằng nào đối xử tốt với tao thì tao thương thôi. Tao chỉ cần phục vụ người đàn ông của tao thôi, chứ tao cũng cần phục vụ nước của tao là cái gì? Đúng không? Mà huống hồ gì thằng Diệt Vương Câu Tiễn nó bể như cái gì vậy đó. Nó điếm chó là rõ ràng luôn rồi. Thì nói bằng Tây Thi mà trung thành với gì Chương Câu Tiễn mà gọi là nằm gián điệp thì anh nghĩ là nếu có đó thì chỉ là khoảng 1-2 năm đầu thôi. Còn thằng Phù Sai đó đối xử với Tây Thi là quá tốt luôn. Thứ điều mất mẹ cái nước việc nhỏ này luôn, không tốt sao được. Đó là cái chặng đường mà con Tây Thi nó ở chung với thằng Ngô Phù Sai 20 năm. Wow.
Nó đi năm khoảng chừng 21 tuổi, nó lúc nó ra đi 41 tuổi già mẹ. Vậy mà kia còn hốt về, nó không biết gì trời. Mà trong cái bộ phim đó đó, nó còn hư cấu rất là nhiều. Tụi em coi tụi em phải tỉnh táo. Nó nói á, là phụ nữ đàn ông nước Ngô á, nó bị cái mũi của phụ nữ nước Việt nó chụp ghét ngu luôn rồi. Hầu như tất cả mọi thằng tường vua, tên tướng, tên lính, tên dân, nó đều cưới vợ Việt, nó đều có tình cảm với con gái nước Việt, dẫn tới nó bị chụp ghét nó ngu luôn. Đó, quá, nó đề quá cao vai trò người phụ nữ trong chiến tranh. Nó đề quá cao vai trò người phụ nữ trong chiến tranh. Mà thằng Phạm Lãi mà siêu chém gió luôn. Thằng Phạm Lãi phim nó ảo kinh khủng luôn em. Ảo giả mang ảo luôn. Phạm Lãi là một tướng của nước Việt. Tay trái là Phạm Lãi, tay phải là Văn Chủng. Văn Chủng là về văn, Phạm Lãi là về võ. Nhưng mà cả hai đều mưu sĩ ok như nhau. Nhưng mà phò tá cùng phò tá thành Diện Dương Cô Tiễn, mà cái kế hiến con Tây Thi là kế cùng Phạm Lãi. Kế cùng Phạm Lãi. Nên Phạm Lãi sau này phải chịu cái hậu quả đó là mất Tây Thi trong vòng 20 năm. Nhưng mà cái phim đó nó hư cấu nó là thằng Phạm Lãi là đệ tử thằng Tôn Võ mới đau chứ. Cũng nó hư cấu giả mang luôn. Rồi xong rồi biết sao không? Nó nói là thằng Phạm Lãi nó tư vấn ông vua về Dương Cô Tiễn đó nè. Đối với Ngô Phùng Sai á, là một vị chính nhân quân tử, là một người chí dương chí cương. Đó, thì bây giờ bệ hạ không cách nào thắng đâu. Bệ hạ muốn thắng được người này á thì bệ hạ cần phải chí âm chí hàn. Tức là thằng kia nó trong sạch xa nhiêu thì bệ hạ phải điếm chó nhiêu. Thằng kia nó anh hùng xa nhiêu á thì bệ hạ phải tiểu nhân nhiêu. Nó lấy cái đó ra để nó biện hộ cho con người Diệt Dương Cô Tiễn sau này nó tiểu nhân. Đó. Giống như bây giờ á, thí dụ như giống như bây giờ á, cái thằng chồng đi chơi bậy về gặp vợ nhà đi, con vợ càng chửi nó. Nếu mà nó chửi là nó chết. Nếu mà nó chửi là chết, nó phải xa vô, nó nịnh nọt, nó vuốt ve, nó cởi quần, cởi áo, nó bú liếm này nọ các kiểu. Đó. Thì nó mới ok được. Tức là nó nói cho nó vậy tụi mày hiểu thôi. Tức là bây giờ nó chửi nhiều quá lại cắn vô cái mỏ nó. Ừ hung nó một cái nó hết chửi rồi. Cái đó gọi là cái gì? Mình lấy cái chú gì chí âm, chí hàn, chí nhu để mình khắc cái chí cương. Lúc đó là con vợ nó quá cương rồi. Thằng chồng phải nhu lại. Nó làm cái gì thì thằng chồng phải làm ngược lại. Để khắc. Nên từ đó nó mới xảy ra cái sự việc và Diệt Dương Cô Tiễn nằm gai nếm mật 20 năm, 10 năm thôi, 10 năm sau về Phục Quốc. Đó rồi nó nếm phân Ngô Phù Sai. Cái hành động nếm phân Ngô Phù Sai, con Tây Thi thấy nó chán luôn. Nó chán luôn, vua kiểu gì kỳ. Đó là anh nói về cái việc mối quan hệ giữa Tây Thi, Phạm Lãi, Ngô Phù Sai. Sau này đương nhiên là nước Ngô nó bị diệt vong em. Nó bị diệt vong sau 20 năm, từ cái lúc mà Diệt Dương Cô Tiễn đầu hàng. Nhưng mà bây giờ diệt vong vậy thì con Tây Thi nó đi đâu? Lúc đó là quân Việt nó dây hãm rồi. Ngô Phù Sai nó chịu không nổi, nó phải tự tử. Lúc đầu nó tính đầu hàng, nó đầu hàng nhưng mà thằng Cô Tiễn nó rút kinh nguyệt, rút kinh nghiệm rồi nó không có chịu. Hồi xưa tao đầu hàng mày, giờ mày đầu hàng tao, đâu có chịu được. Nên nó không chịu, nên Ngô Phù Sai phải chết. Vậy thì cái vấn đề đặt ra là hỏi con Tây Thi đi đâu? Con Tây Thi đi đâu trong sau khi vụ Ngô Phù Sai chết? Thường thường á, cái kết quả của tứ đại mỹ nhân đó mấy em, nó rất là bí hiểm. Nó rất là bí hiểm. Nó không biết gì cả. Thì nó mới đưa ra những cái thuyết âm mưu sau đây. Thứ nhất á, thằng Phạm Lãi nó vô trước, nó hốt con Tây Thi đi vô Tây Hồ ở với nó. Thì cái phim mà Tây Thi Tình Sử nó cũng đi theo cái thuyết này. Nó cho rằng thằng Ngô Phù Sai biết là thua trận, nên nó dẫn thằng Phạm Lãi lại nó trả hàng. Nè hàng của mày nè đem về đi con, tao xài hết rồi. Nói vậy thôi. Nhưng mà phim nó cho một kết quả rất có hậu á, là lúc đó Tây Thi mang bầu với Ngô Phù Sai. Ngô Phù Sai gửi gắm Phạm Lãi đem chăm sóc cho nàng. Không biết có Phật hay không thì không biết, mà tao nghĩ chắc phải có thôi chứ sao không được. Đúng không? Cái kết quả đi vô Tây Hồ. Tại lúc đó đó là quân Việt nó cũng truy sát Phạm Lãi luôn. Phạm Lãi lúc đó cảm thấy rằng tao giúp lộn mẹ hôn quân rồi. Đúng không? Mà khi lúc đó đó, thằng Diệt Dương Cô Tiễn nó mạnh rồi, nó sẽ giết hết tất cả những thằng theo nó. Nó giết hết tất cả những thằng theo nó. Nên Phạm Lãi cũng không ngoại lệ. Phạm Lãi nhìn trước. Phạm Lãi là đúng không? Bây giờ á, bây giờ chó săn mà thỏ chết rồi là chó săn thành lỗ cày thôi. Đúng không? Tại vì con chó săn được nuôi ra để săn con thỏ. Mà giờ hết thỏ rồi thì chó săn phải nấu lẩu thôi chứ nuôi nó chưa tốn cơm. Câu chuyện là vậy, nên Phạm Lãi biết trước. Phạm Lãi phóc vô cô Tô Đài. Đúng không? Kiếm Tây Thi, rước Tây Thi đi xuôi vô Thái Hồ. Thái Hồ là cái hồ nằm giữa rừng, không ai biết nằm đâu cả. Cuối cùng không biết hai người này ở đâu. Kết quả đó là một thuyết âm mưu. Thuyết âm mưu thứ hai là khi mà Trạng vô nước Ngô,
Thì Diệt Dương Cô Tiễn nó mê con nhỏ này lâu rồi, này mê gái mà. Diệt Dương Cô Tiễn nó mê con nhỏ này lâu rồi, mặc dù nhỏ này năm nay là 42, 43 tuổi rồi. Nhưng mà sắc đẹp cũng cỡ như ông Bích Hà chứ không giỡn đâu. Wow. Nó đem về nó phập. Nó đem về nó phập nhưng mà bà vợ á, bà vợ Diệt Dương Cô Tiễn bà siêu gan luôn. Đúng không? Bà thuốc nhỏ này trước luôn chết ngắt. Thằng chồng mình khỏi phập. Đó. Rồi cái thuyết âm mưu thứ ba là Tây Thi chết trong loạn quân. Lúc đó là thành sụp đổ rồi, loạn quân này nọ lum la hết. Tây Thi chết trong loạn quân. Thì cái vấn đề ở đây cuối cùng, tóm tắt xong rồi đó, cuối cùng nhận định sao về mối quan hệ giữa Tây Thi, Phạm Lãi, Yêu Phù Sai? Rõ ràng đúng không? Nếu mà không có chính trị, rõ ràng không có chính trị á, thì Tây Thi là vợ Phạm Lãi. Phạm Lãi là gì? Cũng là một chính nhân quân tử. Phạm Lãi không phải là kẻ xấu. Thì hợp với Tây Thi này, hai đứa thành trời sinh cặp. Nhưng mà thường thường á, tứ đại mỹ nhân á, bao giờ nó có cái chính trị xen vô hết. Bao giờ nó có chính trị xen vô, không giờ mà có không mà yên lành lấy người bình thường hết á. Giống như Dương Ngọc Hoàng, Dương Quý Phi, nó lấy ông già. Thương không? Nope. Thương không? Đúng không? Rồi Chiêu Quân, không có Chiêu Quân phải lấy thằng mọi. Thương không? Nope. Sao thương được? Điêu Thuyền phải lấy Đổng Trác, thương không? Toàn là về chính trị hết. Nên chính trị nó xen vô cuộc đời của tứ đại mỹ nhân, tạo thành một ngã rẽ khác. Nhưng mà ít ra Tây Thi là cái con mà nó hạnh phúc nhất. Cái con mà nó hạnh phúc nhất. Tại vì trong tất cả các con, nếu mà nói về chính trị, con Tây Thi thành công nhất. Lúc đó nước Việt đang trên bờ vực phá sản. Nó vô nó cứu một cái, tự nhiên 20 năm sau nước Việt nó phục hưng, nó dẹp luôn cả Ngô. Thì thành công nhất trong tứ đại mỹ nhân chứ còn nữa. Đúng không? Còn Điêu Thiện thì chẳng qua nó chẳng qua nó lận phò nhà Hán thôi chứ đâu được công trạng đâu nè, nhà Hán cũng chết ngắt. Đúng không? Nhà Hán cũng chết ngắt chứ có sống được đâu. Không ai sống hết, chỉ có cái tính ra là con nhỏ Tây Thi này có lợi nhất. Đó, mà một cái kết quả nói chung nếu mình đi theo thuyết Tây Hồ đi thì kết quả đó cũng cực kỳ có hậu. Đó, phàm trên đời này thằng vua nào mê đàn bà là chết. Thằng Phù Sai nó quá nặng tình. Thằng Phù Sai mày là vua nhưng mà mày quá nặng tình, mày quá mê đàn bà. Bây giờ ta dưới gầm trời thiên hạ này, ta là vua cõi đàn bà thiếu mẹ gì. Wow. Đúng không? Mà phải đi gì một con đàn bà đánh đổi bằng cả giang sơn. Yes. Vua ngu. Nên thằng Phù Sai là tội nặng lắm. Thằng Phù Sai á là cái tội là vong quốc. Vua mà vua vong quốc là nặng cực kỳ. Tất cả mọi nước không vong, nhưng mà cả nước Ngô tới đời đó là diệt luôn. Diệt Ngô luôn, Ngô không còn nữa. Bị diệt nó cướp, diệt nó cướp xong vài đời sau là Sở nó dọn hết. Sở nó dọn hết xong mới tới thời đời Tô Tần Tư Nghi đó mà. À, sau này bạn đâu có nghe còn nước Ngô nước Việt nữa đâu. Tại nó chết mẹ rồi làm gì còn. Tại sao chết? Tại vì có thằng Ngô Phù Sai đó trong quốc. Không, cái nước mình đang mạnh thấy mẹ luôn, muốn ăn nước Tề luôn. Nước Tề là một trong nước lớn, trước giờ nước Tề là nước lớn, khỏi nói đi. Dòng họ Điền này, nó Điền Bá Quang đồ đó, Điền Di đồ đó. Trời ơi trời, nghĩ tới mà tức cho Ngô Phù Sai. Vậy trong cái mối quan hệ cuộc tình Tây Ba này nó dựng nên rất là nhiều cái câu chuyện, dựng nên nhiều cái thuyết và dựng nên những cái bộ phim xàm đế. Nhưng mà không có, đơn giản Tây Thi chứ là một người đẹp. Một người đẹp sinh ra trong thời loạn chiến. Đúng không? Và nàng là cái món hàng chính trị. Đó, cho những tay chơi đại gia. Thế thôi. Mà sướng nhất là Phạm Lãi nó phập chùa. Mẹ ngu nhất đó là thằng Ngô Phù Sai. Phập cái mất mẹ nước luôn. Đó. Rồi nhỏ nhất là thằng Câu Tiễn, nhìn chảy nước miếng chưa kịp phập nhỏ chết. Rồi hết là hết clip nha. Vậy đi mấy em. Hay thì share và like đi ba. Cửi gì? Đăng ký chưa? Cái gì không biết chứ có biết điều là không biết à. Có chùa hoài. Phân phối thực phẩm bổ sung thể hình và mạng lưới trung tâm gym THOL lớn nhất Việt Nam. BBT, anh cả tiên phong ngành gym và supplement. Duy Nguyễn, BBT Founder.